Đánh giá chung, trong tháng 2 2023, các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh tiếp tục bám sát định hướng tuyên truyền, nhiệm vụ chính trị của đất nước, của tỉnh và các địa phương để xây dựng và triển khai kế hoạch tuyên truyền, đảm bảo hiệu quả, kịp thời, lan tỏa thông tin trên các loại hình báo chí. Nhiệm vụ trong tháng 3, đồng chí trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục tuyên truyền, phản ánh những kết quả đạt được sau gần nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội 13 của Đảng, nghị quyết đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025. Tuyên truyền thực hiện chỉ thị 03 của Thủ tướng Chính phủ về đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, với yêu cầu đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ ngay từ những tháng đầu, quý đầu của năm, góp phần hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023. Tuyên truyền các văn bản của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh, chỉ đạo trên các lĩnh vực, tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 3, đặc biệt là kỷ niệm 80 năm ra đời, đề cương văn hóa Việt Nam 1943-2023.